Vâng, xin chào bác đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em đi gặp một cái cây đây, cái cây ngái các bác. Nó có những cái chùm quả rất là hay, nhìn rất là lạ, nên là em xin phép review lại, giới thiệu cùng các bác nhé. Đây các bác, đây những cái dây quả của nó này. Đây những cái dây này nhé các bác nhé. Dây này thì nó dài không? Đây, xuống tới đây là cái quả của nó đây này, quả này đây, vẫn đang còn tiếp tục dài ra này các bác nhé, vẫn chưa hết nhé, rất là dài. Đó, trên này thì những cái quả này chín đây này. Em bình thường đi thì gặp những cái cây mà quả thì cái chùm quả nó cũng không được dài, nó chỉ ví dụ như tầm này thôi các bác này. Đó, tầm này hoặc đây thôi. Đó, hoặc như thế này. Đó là những cái cây khá bình thường nhé. Nhưng mà cái đặc biệt ở cái cây này thì có những cái dây quả nó rất là lạ. Đó, rất là dài nha các bạn. Đây. Và nó cứ dài miết đấy, như cái kiểu dài vô tận vậy á. Những cái hết cái lớp quả nọ tới lớp kia này. Và cái ngọn đây nó vẫn cứ dài ra này, rất là độc lạ. Ở đây có những cái dây tút ở phía trên ngọn kia nhé. Đây quả này các bác này, đây, dây tút từ trên ngọn kia đó. Đó, kéo dài xuống. Những cái chùm này thì nó dài có khi tới cả đây, có cái phải khoảng 1,5 mét các bạn, rất là cao, rất là dài. Phía bên này mọc ra cũng nhiều này, không khác gì mọc ra những cái cành nha các bác nhé. Đó, như này. Rất là hay. Vâng, video của em xin phép được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé.